này lá măng tây ở sau nhà luôn á. Vàng măng tây ở đó anh Khanh quay qua. Này lá bự không? Cái này nó tốt vậy đó, lá to vậy đó. Giờ mời tất cả các bạn ăn gà hầm sả nha. Gà hầm sả chiều nay sẽ ít thịt chị em. Lẩu lẩu này bán mắc chưa ạ? Nguyên con gà cho bọn ta hết. Với gà này là ở ngoài vườn mình không á. Nè, gà muống nè, gà bằng tơ nè. Rồi gà cần đước nè. Đó. Mở nóng đi chứ. Chị có nấm là mua nghe, nấm ở nhà không có trồng. Nấm không có trồng nấm được. Lâu lắm rồi mình mới ăn gà hầm sả lại á. Lúc trước thì cũng hay nấu ăn ha, cái thời gian cái như quên. Quên cái không có nấu. Có những món ăn được ăn hoài vậy đó. Quên cái món này gà hầm sả ở Việt Nam thì còn có củ cải trắng nè, còn có chỗ có đu đủ nữa ha. Đu đủ, đu đủ vịt á. Tùy theo chỗ nó nấu mướp nữa, có chỗ nó mướp có mướp nữa, tùy theo chỗ chỗ là. Rồi có chỗ có để đậu phộng sống nữa, đậu phộng sống nữa. Phộng nó sống để xuống rồi mình ăn nào gần hết cái lẩu mới ăn tới món đó ha. Còn cái gà hầm sả của nhà mình không có gì chứ. Có gà với sả với gà nấm nhà. Tại, mấy cái đó bên đây nó đâu có kiểu như đu đủ để vô đâu, đu đủ không phải đu đủ mua dịch. Tại mình đâu có đu đủ ở đây đâu để. Đu đủ Việt Nam ngon là tại vì đu đủ mua dịch nhiều mà. Gà muống này là nhà trồng các bạn. Gà muống là đúng gà phải ăn vịt tấu chao. Gà muống này là ăn vịt tấu chao là lý nha. Báo phát mùa chét luôn. Tập giãn ha. Ăn lẩu bi xăng lẩu ăn cho hết gao đó. Đúng rồi, đúng rồi. Trồng gao ăn hết. Ở nhà mà trồng gao mà trừ khi mình có ăn lẩu thì nó mới có ăn gao nhiều thôi chứ. Không ăn cách nào. Mình ăn chứ. Cơm thì cũng ăn chút đỉnh thôi. Cái món nào như là gao nấu canh thì nấu hết. Canh nhưng mà cũng nấu nhà mình ăn tô canh thì đâu có nhiều. Xà lách thì ăn cũng không nhiều. Còn mấy gao này nè, như mùng tơ, gao cần đước, gao muống này kia nè, có ăn lẩu. Ăn lẩu rau muống thì mình xào cũng được. Nhưng mà tốt nhất là ăn lẩu á. Lẩu mới nhiều, ăn được nhiều. Quá hấp dẫn. Cái mùi ăn nó dễ. Gao này là gao tươi xanh. Gao đúng là gao sạch luôn á, sạch nghĩa đen nghĩa bóng gì luôn á, không có xài công những cái lá này sao tốt dữ anh. Cái lá hồng tơi nó giống như bên đây mình trồng hồng tơi này là dễ ăn, ăn quanh năm luôn á, mùa đông nó bằng luôn. Như lá bầu á mà ăn quanh năm á. Hồng tơi này ngon nha, không có bị chua. Hồng tơi này ngon á, ăn lẩu cũng ngon. Có nhiều hồng tơi nó có cái hồng chua chua ăn nó ngon. Mì đó để cho lâu lâu nó lâu cho nó mềm rồi ngon nở, nở lâu ạ. Mì Hàn Quốc á. Mì Hàn Quốc cái nở lâu hơn mì Việt Nam. Mì Việt Nam 30 giây à. Nữa do mì Việt Nam mình ăn cái cũng ngon hơn đó. Mà mình ăn nó quen hơn. Nó quen rồi. Khẩu vị của mình hết nước rồi. Gà cái ăn xả cái ngon không? Ăn gì ăn thích ăn cái này. Gà anh phải ăn cánh nè, chứ đùi cũng không phải lắm. Ăn đùi mà khù lắm á. Ăn cánh, cổ, rồi xương xương á, nói chung xương hít cạp xương chứ không hít ăn thịt nhiều. Ngon.
Nếu mày lo mấy con gà món này thôi mà. Không, gà gà mình ăn gà gà hấp, gà này gà kia không à, không có ăn lẩu gà lâu rồi, không nấu gà sả. Con gà mình là hấp rượu, hấp hành, hấp tỏi, hấp nấm Đúng rồi. hấp nóng mà xé hay không à. Sao không có làm hồi sáng? Chiên mắm ớt luôn. Cái này bình thường, cái này bình thường hả? Gàm sả này ở Việt Nam là ăn khá thường ha, nhất là mấy chỗ điểm Không nhậu đá gà, nhậu chiều, chỗ đá nhưng mà món gà này ở Việt Nam mình như dễ mua dễ ăn, chỗ nào mình cũng có à. đá gà là ăn hồi là có gàm sả. Nhưng mà mấy chỗ người ta bán người ta cũng gà thịt bò thế đâu à, gà đá Tùy anh mua gà đá rồi có, cũng phải. có chỗ, nhưng mà gà đá ví dụ như người ta bán nhiều thì đâu có đủ đâu gà đá đâu mà. Nhưng mà ở Việt Nam á thì lẩu gà thì ta thích lẩu gà đá à. Thì ngon chứ. Ai gì chứ nồi gà sả này ăn không hết ạ à. Tại vì mình nhiều khi lẩu á cái mình lo ăn rau mì khó, cái nó cũng không no đó, thịt cái họ cù lại. Được tí mình ngon không? Khi mình Việt Nam chắc ăn dễ lắm ta. Cái món Việt Nam bây giờ món nào ăn cũng Lúc được. trước thì Việt Nam mà ăn chuột nè, ăn lươn được mà. Nó ra chín lên bàn nó ngon hả? Không À, biết đâu. nó ăn ngồi rồi không à. Món nào bén bén nó ăn Vậy là ngon là chịu nó ăn thử. hả? Nó dễ ăn nè. Lươn nó ăn được mà. Tôi chịu thử. Rồi, giờ vô cái chào tạm biệt mọi người đây. Rồi, bye tất cả mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.